ឯងសិស្សស្អីក៏កូនអស់គ្នាឥឡូវនេះកូនចូលមេរៀនថ្មីទាំងតើមានក្នុងមេរៀនថ្មីនេះអត្ថន័យមានន័យដូចម្ដេចខ្លះហើយពាក្យមួយមួយនឹងប្រយោគមួយមួយខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចេះកូនមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណា Unit 3 A mother worries មេរៀនទី3 A មួយ mother ម្ដាយម៉ែឬក៏ម៉ាក់ worries The beginning to noun to plural noun គឺ កូន ត្រូវ តែ ឆេង វ៉ាយ to IES ចាំ មាន នេះ ការ បារម្ភ ច្រើន ចាំ មក គាត់ នោះ ចឹង នៅ ពេល ហ្នឹង គាត់ បារម្ភ ច្រើន Okay ចឹង កូន មើល ទាំង អស់ A mother worry ម្ដាយ ម្នាក់ មាន ការ បារម្ភ រឿង រ៉ាវ ច្រើន Vocabulary ពាក្យ សាប careless attitude that fish prohash you mustn't be careless with it you เนี่ยឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមើលនេះក៏មើលកន្លែងនេះគឺអានថា mustn't មិនមែន mustn't ទេណាអត់សំឡេងទេណាអញ្ចឹង you mustn't be careless with it អ្នកត្រូវមិនត្រូវ អ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រហែលជាមួយវាបានទេឬមួយក៏កូនថាអ្នកនេះគឺគ្នាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនត្រូវធ្វើប្រហែលជាមួយវាបានទេវានឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វខ្លាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងឬក៏សត្វពស់ក៏បានដែរពស់វិញអញ្ចឹងអ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រហែលជាមួយវាបានទេ ប្រសិនបើធ្វើប្រហែលអ្នកនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកូនមួយទៀត concern verb ព្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយ concerned adjective ដែលព្រួយបារម្ភឬក៏កូនថាដែលខ្វល់ខ្វាយ her mum was concerned us here her mum ម៉ាក់របស់នាង គឺបានគឺបានយ៉ាងម៉េចគឺបានបារម្ភពួកយើងនៅទីនេះឬមួយក៏កូនឯងប្រាប់ប្រជុំមកវិញក៏បាននៅទីនេះម៉ាក់របស់នាងគឺបានបារម្ភពួកយើងអញ្ចឹងកូនមើលនេះ Mom like her mom នេះគឺមនុស្សស្រីអញ្ចឹងយើងអាចជំនួសឲ្យ she ទៅណា she was concerned us here ចឹងកូនអាចចំនួនដោយសព្វនាមបន្ទាបគឺ she explain verb ពន្យល់ឬហើយសូមកូនមើលខាងនេះវិញណា I've tried to explain them today កូនមើលនេះ I've នេះគឺមកពីពាក្យពេញរបស់គាត់គឺ I have ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រយោគនេះគឺជា present perfect ណាហើយកូនមើល try នេះ T ឲ្យ ចឹង កណៃនេះ កូន ឆេង វ៉ៃ ទៅ ជា អាយ រួច ហើយ កូន ថែម ed ចឹង ឆេង វ៉ៃ ទៅ ជា អាយ រួច ហើយ ថែម ed ណា ចឹង I'll try to explain explain មាន ន័យ ថា ពន្យល់ ចឹង to explain មាន ន័យ ថា ដើម្បី ពន្យល់ them ពួកគេ ឬក៏ ពួកគាត់ today នៅ ថ្ងៃនេះ អូខេ ចឹង កូន មើល ទាំងអស់ I'll try to explain them today ខ្ញុំ បាន ព្យាយាម ដើម្បី ពន្យល់ ពួកគាត់ នៅ ថ្ងៃ នេះ ឬ មួយ ក៏ កូន ឯង ប្រាប់ ពីចុះ មក វិញ ក៏ បាន នៅ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាន ព្យាយាម ដើម្បី ពន្យល់ ពួកគាត់ ទាំង អស់ គ្នា mainly adverb យ៉ាង សំខាន់ ឬ មួយ ក៏ កូន ថា យ៉ាង ចាំបាច់ that's mainly why bopha flies to Japan quickly. Rồi hãy xem con mở biệt mùi mùi sân nè. That's mainly that is. Mainly, giang sầm khăn, that is, nước kỳ chìa. Why? Mùi hạt đài là. Bộ phá, kỳ chmô bộ phá nụ xoay nè. Ai chùm nó đời xì. Rồi hãy fly, con mở fly nè. Fly, bờ sân dịch vô infinitive của con kia, FLY.
Tại nợ bình này con mơ này bộ phá chứa sơ person singular. Con trời tại bà chênh vai tới chữ I dần. Rồi hai con thầm ES flies to Japan. Mình này theo quạt chi dùng hot tên à. Từ cán tới Japan. Từ cán tới Japan dường máy cứ quickly. Quickly mình này ta dạng lươn rứa coi dạng rồ hạ. Ok, chân con mơ tiếng hóa. This mainly why Bopar flies to Japan quickly. Nú cứ chỉ mùa hát đá rồi còn mùa hát giang 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 mấy. Nú cứ chỉ mùa hát giang sống khăn rồi còn giang chạm bạch đá Bopar giang mấy. Chỉ dùn hát tư bởi tế chụp bốn giang giang lươn rồi còn giang rổ hạt. Ok, con mơ bằng tiết. Bằng tay tiết nè. Responsible. Chẳng responsible. Responsible mình nấy thả. Adjective. Đã tự tu khó trời. Bốn lý. Con mơ nè bốn lý. Bốn lý. Ai thẳng nụ pro. Chẳng nụ nụ pro nó bên ý. Con ai chung nụ mô bình. Đó hi. Tại bờ bốn lý nụ say. Con ai chung nụ đời xì. Bốn lý must be a responsible person. Bồn lý. Phụ bồn lý. Must. Trâu tài. Bí cứ cứ chìa. Ất mùi. Responsible. Đã tự tu khổ trâu. Person ní. Bồ côn mà nè. Rồi có bồ rộng mà nè. Ok. Chân có mơ tiếng ó. Bồn lý. Must be a responsible person. Lúc bồn lý. Trâu tài. Rồi có lúc bồn lý. Cứ trâu tài. Trâu tài nhầm ấy. Chia bỏ rõ mà nẻ, nhớ mấy, bỏ rõ mà nẻ đá lấy tự tuôn khó trời rưu mùi. Ok, rưu có con tham đoàn tiết. Bồn lý must be a responsible person. Lúc bồn lý trao tài chia bỏ rõ mà nẻ đá tự tuôn khó trời. Mình nên tha quạt đạp rộng từ lời rưu mà bảy mùi dân tế. Quạt trao tài tự tuôn khó trời rưu nộp. Ok, chẳng mà này thì rể tiết nè. Có tự tu khó trở, tôi đã rửa nút xong rạch chục chì. Take care, work, mơ thay rửa xa. Peter is old enough to take care of herself now. Rửa hai xong còn mơ biệt mùi mùi xa nè. Rita nụ xài chẳng chung nó là xì. Chẳng Rita is old, ý hắn cứ gửi chì old. Đã chạc hay enough. Đã là môn rồi có đại cục rộn. To take care. Đã bây mưu thai. Of rồi bỏ. Rồi có này. Herself. Khuôn rồi bỏ niềm. Now. I learn me. Ok. Chân công mơ tiếng hó. Peter is old enough to take care of herself now. Rita cứ. Đã miên vi chùm nạc là môn. Làm bây nâng mưa thai là xa đời khuôn ánh. I love nì, bạn. Ok, rưu mưa có con này trai cho một bên các bạn. I love nì. Rita. Rita cứ. Đại mình vây chắc là môn. Làm bây nâng thai là xa đời khuôn ánh, bạn. Chẳng dừng. Đang hai quạt vây chắc là môn. Hai quạt ai tự tu khó trái. Quạt ai chê lời lốt rưu và quạt bạn. Nếu bây nâng dừng không bà rộng bì rừng quạt là xa. Rồi hai con mơ này xâm rạp mê riêng tìm bày ní. Chẳng chờ xâm rạp mong miền biệt bản năng bằng cài dịch sân thân chứ con đừng học này nè. Hai con có nằm miền biệt tay tui đá để con nâng ăn ở vật mùi chờ. Chờ nâng chui xâm rôn bộ bài chú con đừng học này ở rồi luôn đừng học này nè. Ok, thank you so much everyone. Bye bye, lucky, happy together.